Chào tất cả các bạn đã tham gia khóa học giám sát và điều khiển thiết bị với smartphone. Smartphone đang và đã là thiết bị được giới trẻ và giới yêu công nghệ ưa thích bởi sự linh hoạt và hấp dẫn của nó. Sau khi hoàn thành khóa học, các bạn sẽ được những sản phẩm hấp dẫn và hiệu quả như điều khiển mobile robot, điều khiển đèn trong nhà của bạn, điều khiển bật đắt quạt khi bạn quên trong quá trình sử dụng bằng smartphone của mình và giám sát hệ thống an ninh qua camera trên smartphone của bạn. Và chúng ta hãy cùng nhau xem demo về sản phẩm điều khiển mobile robot với smartphone mà sau khóa học này chúng ta có thể làm được như thế nào. Và sản phẩm thứ hai chúng ta đạt được là điều khiển quạt điện với smartphone. Sản phẩm thứ ba, sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà của mình là điều khiển đèn với smartphone của bạn. Và trong chuỗi những ứng dụng cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện việc giám sát camera an ninh của bạn với smartphone để có thể kiểm tra tình trạng thiết bị một cách trực quan bằng hình ảnh và để giám sát được mọi hoạt động khi bạn vắng nhà trên smartphone của mình. Bạn hãy gửi nhanh thông tin đến chúng tôi để có thể tham gia khóa học và cùng trải nghiệm để làm lên những sản phẩm hiệu quả và lý thú.